Đối với mình, xin chào khán giả của VTV, sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày Thưa quý vị, tướng cao cấp của Mỹ cảnh báo chiến tranh với Bắc Hàn sẽ rất tàn khốc Một nhân viên FBI bắn chết con tin trong một vụ bắt cóc con tin ở Houston, Texas Và Bộ trưởng Giáo dục Mỹ bị kiện vì thay đổi chính sách kiện cáo Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay ông tướng uh, Robert Neller um, Tư lệnh lực lượng hải uh, thủy quân lục chiến của Mỹ Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đã cho biết rằng nếu chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn xảy ra, sẽ rất tàn khốc. Tàn khốc về nhiều mặt, về con người, về tàn bạo. Và thật sự là trên mặt trận mà chiến địa đó, tức là đánh nhau giữa, gọi là, 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 là bộ binh với nhau sẽ rất là dữ dội. Và mọi người phải chuẩn bị tinh thần, cũng đó là mentally prepare. Mentally prepare. Ông Neuler không có nói rõ, không có nhắc đến cái tweet giữa Tổng thống Donald Trump cũng như cái tuyên bố của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un trong thời gian qua. Hai người quý vị biết rồi, trọn qua trọn lại, chuyển qua một ông thì tweet, một ông thì lên tuyên bố và hăm nhấn bút, nhấn nhấn nút. Ông Bắc Hàn cái ngày đầu năm thì nói là nhấn nút, ông Trump bảo nút tôi to, nút của ông. Đó. Ông nào là không nhắc chuyện đó, nhưng ông nói như thế này, tôi nghĩ rằng chiến tranh sẽ, nếu xảy ra, nó sẽ là một loại chiến tranh khác hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, ông nói rằng ông không nghĩ chiến tranh xảy ra. Tôi không nói rằng nó sẽ xảy ra Và tôi hy vọng nó không xảy ra Và tôi không muốn nó xảy ra Đó là ông nói như vậy Nhưng mà mặt khác thì ông lại bảo rằng là Ông nói chuyện với các binh sĩ thủy lục chiến Ở chiến trường và ông bảo là Nhưng mà tôi cảnh báo quý vị Là quý vị phải huấn luyện tối đa Để chuẩn bị trong tình huống xấu nhất xảy ra Đó Tức là ý ông thì không muốn Nhưng mà ông vẫn nói rằng là Bất kỳ chuyện gì xảy ra Thì phải chuẩn bị Và ông cho rằng quân đội Hoa Kỳ Sẵn sàng với cái chuyện này Nếu có cuộc chiến xảy ra trên bộ và ông nói rằng là Hoa Kỳ đã chuẩn bị nhiều cách, nhiều tình huống khác nhau, bao gồm luôn cả thuộc lòng những cái vùng đồi núi của Bắc Hàn thì cái này là ông nói như thế mà không biết là Hoa Kỳ thuộc như thế nào, hay là có tin tình báo như nào thì không biết. Tuy nhiên đây là một lần đầu tiên, thưa quý vị, một tư lệnh của thủ lục chiến Hoa Kỳ cảnh báo cái chuyện chiến tranh xảy ra giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ. Đây là không nói đến cái chuyện là nguyên tử là khác, ông chỉ nói vấn đề gọi là đổ bộ vô mà đánh nhau thôi. Ngày hôm qua bên Houston có vụ bắt cóc con tin à, Bắt cóc con tin thưa quý vị à, Xảy ra tại cái, cái, thành phố Houston à, Và bây giờ người ta chưa cho biết là chi tiết nào Nhưng mà sự việc xảy ra như sau Có một người bị bắt làm con tin Và bắt đem về một căn nhà ở cái vùng Conroe, Texas Cách Houston khoảng 40 dặm Sau đó hai cái người bắt cóc con tin này đó mới gọi cho các người anh em gì của con tin đó, theo tờ báo chronicle cho biết như vậy và bảo đem tiền đến nộp đó, đem tiền đến nộp rồi mới thả thì cái người anh em này mới báo cho cảnh sát thì cảnh sát và fbi đến coi như là bao vây cái khu vực này thì không biết bắn nhau làm sao lúc cuối cùng ông con tin ông bị thương và đưa vào nhà thương thì ông chết đó. thì bây giờ cái nhân viên fbi đó được tạm nghỉ có lương để điều tra xem chuyện nó như thế nào tuy nhiên phát ngôn viên của FBI là bà Krishna Gaza nói rằng là bây giờ chuyện quá sớm thấy không chúng tôi không thể nói nhưng mà hai cái người đàn ông và thêm một phụ nữ nữa mà bắt cái con tin này đó đã bị bắt coi như là sẽ bị truy tố cái tội là bắt cóc con tin à, còn cái chuyện không hiểu tại sao FBI bắn ông, ông con tin chết thì cái chuyện đó mình chưa thể biết được họ sẽ điều tra xem mà chúng ta sẽ biết trong những ngày tới trong khi đó thì bà Bộ trưởng Betty DeVos Bộ trưởng Giáo dục của Mỹ thưa quý vị vừa bị một nhóm dân quyền nộp đơn năm thứ năm rồi kiện lý do là họ nói là bà này đổi chính sách để mà trong trường học người ta có thể kiện trong các cái vụ sách nhiễu tính dục à. từ năm 2011 cái luật này của bộ giáo dục dưới thời tổng thống Barack Obama thì nó có cái câu như thế này rất quan trọng là khi mà đủ điều kiện để kiện thì phải dựa trên bằng chứng và bằng chứng luôn có ưu thế hơn. À bằng chứng có ưu thế hơn tức là hai ba bằng chứng bốn năm bằng chứng thì tìm bằng chứng là ưu thế hơn thì dùng bằng chứng đó để nộp đơn kiện thì hôm hồi tháng 9 năm 2007 tức là năm ngoái sau khi bà Betty mà bà lên làm bộ trưởng giáo dục thì bà đổi ra lại, đổi cái điều khoản này cái điều khoản để bà kiện thì bây giờ muốn kiện á thì phải có gọi là gì bằng chứng rõ ràng và thuyết phục à cái câu đó là clear and convincing evidence à thì vậy nó khó kiện hơn tức là em phải có bằng chứng rõ ràng, xác đáng thì mới được còn trước đây bằng chứng mà tìm cái bằng chứng nào gọi là nặng ký nhất đưa vô thôi à thì bây giờ các nghiệp đoàn họ mới kiện lại họ bảo bà làm như thế là nguy hiểm bởi vì nếu như vậy sẽ có những người tiếp tục uh, gọi là tấn công hay là sách nhiễu tính dục chúng tôi mà rất khó cho chúng tôi kiện riêng bà Betty Vos cho bà bảo là nó chưa đủ điều kiện cái quý vị hiểu tức là cái chính sách nó chỉ khác nhau một chút thôi một cái mình nói ví dụ như một cái cái làn ranh như vậy thôi trước đây thì chỉ đến làn ranh này là chúng tôi kiện được rồi bà Betty Ford bảo không phải đi qua cái làn ranh anh kiện được thì đây là cái điều tranh cãi và các tổ chức nhân quyền họ cho rằng là làm như vậy thì rất khó để cho họ kiện thành ra họ bây giờ là kiện bà này thì không biết là tòa sẽ xử ra sao trong những ngày tới đó là chính sách của bộ giáo dục liên quan đến sách nhiễu tinh dục cảm ơn quý vị rất nhiều thầy giáo chương ngày hôm nay và chúng tôi xin hẹn quý vị ở chương trình tới